Dạ, em xin kính chào tất cả mọi người. Hiện tại là em đang quay trực tiếp từ kho hàng của công ty bên em. Đây là sản phẩm thuốc diệt chuột Thái Lan. Hàng này là hàng nhập khẩu nha mọi người. Đối với những quý khách nào mà chuộng sử dụng hàng Thái Lan, nói chung là nổi tiếng là hàng Thái Lan là mang lại hiệu quả mạnh, với lại là giá thành rẻ, thì mình sử dụng cái dòng mà thuốc diệt chuột này nha mọi người. Em nhập hàng nhưng không hề biết tiếng Thái luôn, nên là mọi người biết tiếng Thái thì mọi người nhìn là cũng biết là hàng này là sản xuất tại Thái Lan luôn, và có mã đầy đủ, có địa chỉ công ty sản xuất luôn nha mọi người. Nói chung là em bán có rất là nhiều quý khách hàng phản hồi là sản phẩm này tốt. Hơn nữa là em cũng tự tin vì là bên em dùng để đi làm dịch vụ diệt chuột tận nơi á mọi người, nên là nó mang lại hiệu quả, hơn nữa là cái giá thành rẻ bèo nhèo luôn, nên là rất là phù hợp cho những quý khách mình diệt chuột ở đồng ruộng hoặc là vườn cây ăn trái. Nói chung là những cái khu vực mà mình trồng lúa mà nó bị chuột nó xuất hiện, nó cắn phá nhiều quá, mà mua nhiều loại thuốc diệt chuột khác nhau mà không có ăn thua, nói chung là không mang lại hiệu quả, thì mọi người thử giùm em cái dòng này, nó vừa rẻ mà mang lại hiệu quả để cho mọi người khỏi tốn tiền nhiều, đạt năng suất trong trồng trọt nha mọi người. Bên em thì hàng lúc nào cũng có sẵn nha mọi người, chỉ cần mọi người cần gấp alo là em sẽ ship tận nơi. Ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì mình nhận hàng trong ngày, còn ở ngoài tỉnh thì nhận hàng sau 3 ngày nha mọi người. Và em khui cho mọi người cùng xem cái viên thuốc bên trong nó như thế nào nha. Một thùng nguyên như vậy là 24 hộp, và mỗi hộp là cân nặng 80g. Viên nó nhỏ xíu à mọi người, dùng rất là lợi. Không, em không có đếm được chính xác là bao nhiêu viên á, nhưng mà cân nặng là đúng 80g. Và khi mà mọi người đặt thì mọi người cứ rắc một ít trấu ở dưới á, rồi mình đặt cái viên thuốc lên trên để mình nhử chuột cho nó dễ. Hộp nguyên là như vậy nha mọi người. Nói chung là thuốc diệt chuột những loại em bán á, là em có kiểm nghiệm thực tế rồi, nên là mới dám nói, mới giới thiệu cho mọi người được. Đấy, một hộp là nó mở ra bên trong là nó như thế này. Viên nó nhỏ như vậy nên là mình sử dụng lợi, đỡ tốn kém. Mỗi một chỗ mọi người rắc giùm em khoảng 3 đến 5 viên thôi nha mọi người. Những khu vực mà có nhiều chuột cống thì mọi người cứ thử cái dòng này nha. Mạnh cực kỳ luôn, hiệu quả từ ngày thứ 3 trở đi nha mọi người. Nếu mà kho hàng hoặc là trong nhà ở của mọi người có nhiều đồ đạc quá thì mọi người cứ đặt những chỗ nào mà nó xuất hiện, và bắt đầu ngày thứ 3. Thứ 3 trở đi á mọi người, và mọi người cứ đi một vòng là sẽ thấy chuột nó chết, nó đi lõm ngõm ở bên ngoài á, thì mình lấy mình bỏ đi. Chứ nếu mà trường hợp mà nhiều đồ quá thì em không có đảm bảo 100% là chuột ra ngoài được đâu. Thường thường á, là những loại thuốc diệt chuột em bán như thế này là nó sẽ có hiệu quả từ ngày thứ 3 trở đi. Và con chuột khi ăn cái sản phẩm là nó bị xuất huyết ruột, là nó gây khát nước, là chuột nó sẽ ra ngoài nó tìm nước uống với mọi người. Và trong cái quá trình đó là nó sẽ ra bên ngoài nó chết, nó không có nằm trong hang. Nhưng mà đối với những cái kho hàng mà có quá nhiều hàng như vậy thì nó chỉ ra ngoài tầm 70% thôi, còn 30% là có thể mắc kẹt đó. Cái này là em nói thật. Nên là sau khi ăn thuốc ngày thứ 3 trở đi thì mọi người cứ đi một vòng giúp em, mình lẫm xác chuột mình bỏ đi là xong. Chứ để lâu á là nó sẽ có những con nó không, nó tham ăn nó không đi nổi, là nó mắc kẹt là nó thúi sình lên. Một cái mùi này thì không có ai chịu nổi được. Cái sản phẩm này thì cam kết là hiệu quả rồi. Cái này là thật sự nó là như vậy. Nhưng mà nó có một khuyết điểm là viên màu hồng, nên là rất là nhầm lẫn với kẹo. Là em rất là cẩn trọng, nên là khi mà mọi người mua hàng này, mọi người lưu ý giùm em á, là mình bảo quản thật là kỹ và tránh xa tầm tay của trẻ nhỏ. Nếu mà nhà có trẻ nhỏ thì mọi người cất thật là kỹ nha.
Rồi, mọi người có nhu cầu mua sỉ hoặc là mua lẻ thì cứ liên hệ trực tiếp với em nha. Mọi người có thể đến trực tiếp địa chỉ là 153 sạc 79, đường Bình Thành, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là mọi người ở xa không đến được thì mọi người cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của em gắn trên màn hình 0976075288. Mọi người có thể gọi trực tiếp cho em luôn để em tư vấn những sản phẩm nào phù hợp với khu vực của mọi người và hướng dẫn cho mọi người cách làm cụ thể để mình diệt chuột hoặc là diệt những loại côn trùng làm sao nó hiệu quả nhất và ít tốn kém nhất nha mọi người. Bên em thì hàng hóa lúc nào cũng có sẵn nên là mọi người cần những dòng sản phẩm về diệt chuột, diệt ruồi, muỗi, kiến, gián hoặc là mối mọt, tất cả các loại côn trùng thì cứ liên hệ với em nha. Ngoài cung cấp thuốc sỉ và lẻ thì bên em có làm dịch vụ diệt mối tận nơi, diệt mọt tận nơi và diệt những loại côn trùng phun muỗi, kiến, gián và dịch vụ diệt chuột tận nơi nữa. Phòng chống mối cho công trình xây dựng lớn nhỏ nữa nên là combo các kiểu. Nên là mọi người có nhu cầu thì cứ liên hệ nha. Em có đội ngũ nhân viên sẽ đến làm trực tiếp cho mọi người. Còn mọi người muốn tiết kiệm chi phí thì cứ alo cho em và em hướng dẫn cho mọi người về cùng làm. Rồi em xin cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video này. Kính chúc mọi người có một cuộc sống tốt lành, xanh sạch đẹp và không có tác hại của côn trùng. Em xin chào và hẹn mọi người ở những video lần sau ạ. Bắt đầu đây.